Thưa quý vị, vào những tháng cuối năm này, khi mà cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên bước vào vụ thu hoạch, thì có hàng ngàn lao động từ các tỉnh miền Trung đổ về, tạo ra khung cảnh nhộn nhịp như trại hội trên các tuyến đường và các điểm tập kết lao động. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Kon Tum. Từ cuối tháng 10 năm 2023 đến nay, dọc tuyến quốc lộ 24 kết nối giữa hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi có hàng đoàn người đổ về mỗi ngày, chủ yếu là người dân tộc Hơ Rê của huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Với hành trang là các vật dụng sinh hoạt thiết yếu, họ về các điểm tập kết tại trung tâm các huyện, xã có diện tích cà phê lớn của tỉnh Kon Tum như Đắc Hà, Đắc Lây, Tumorong, tạo thành các chợ lao động nhộn nhịp. Ở dưới nhà nó đang làm gì mà nên lại vào đây? Ở dưới nhà không có việc làm, không có làm gì. Và đây là mình đã đi nhiều lần chưa? Chị, họ thì đi như làng, còn chị năm nay chắc 2 năm chứ mấy. Được biết, các chợ lao động được hình thành một cách ngẫu nhiên từ nhiều năm trước và nở rộ vào 2 năm trở lại đây, khi diện tích và sản lượng thu hoạch cà phê tăng đột biến, trong khi lực lượng lao động tại chỗ của các địa phương chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu. Mặc dù hình thành tự phát, nhưng lực lượng lao động này đã tạo nguồn lao động cho ngành nông nghiệp của địa phương, nên các cơ quan chức năng cũng tích cực vào cuộc để hỗ trợ cho người lao động và các chủ vườn cà phê. Kết nối những người có nhu cầu thuê lao động thì kết nối đặc biệt là ưu tiên cho lực lượng lao động ở tại địa bàn trên cơ sở để kết nối đỡ người dân trong việc thu hái. Ngoài ra là chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã rà soát cái nhu cầu thu hái trên cà phê địa bàn trên cơ sở đó, cùng với là chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác quản lý đảm bảo an ninh trật tự. Thứ nhất là đảm bảo về cái an ninh trật tự trên địa bàn để người dân yên tâm trong cái việc thu hái. Toàn tỉnh Kon Tum hiện đang có hơn 25.000 hectare cà phê, trong đó có huyện Đắc Hà chiếm 45% diện tích toàn tỉnh. Khi cà phê bước vào vụ thu hoạch rộ thì mỗi hectare cần 40 đến 50 người hái. Với công hái được tính 1.900 đồng 1 kg thì tùy khả năng mà mỗi người lao động có thể kiếm được vài trăm ngàn đến hơn 1 triệu đồng mỗi ngày. Vụ thu hoạch cà phê Tây Nguyên kéo dài từ cuối tháng 10 đến khoảng giữa tháng 12 năm 2023. Liên quan đến câu chuyện phòng cháy chữa cháy, thống kê cho thấy là đến ngày 15 tháng 10 năm nay, trên địa bàn Hà Nội có 2.955 cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy được đưa vào hoạt động trước khi luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực. Cho đến nay thì đã có trên 1.700 cơ sở đã xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện khắc phục các nội dung không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy đạt 58,6%. Rà soát đánh giá của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho thấy tiến độ việc triển khai thực hiện của các đơn vị hiện nay còn chậm, chưa đảm bảo mục tiêu. Và để kịp thời chấn chỉnh thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành việc đôn đốc cơ sở ký cam kết phương án, lộ trình khắc phục tồn tại về phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị, những ngày qua thì dư luận đang rất quan tâm đến diễn biến mưa lụt và sạt lở ở miền Trung. Cụ thể thì mưa lớn trong những ngày vừa qua ở một số tỉnh miền Trung đã khiến cho tình trạng sạt lở diễn ra nhiều nơi. Ở tỉnh Quảng Ngãi thì mưa lũ đã khiến cho nhiều tuyến đường giao thông bị ách tắc do sạt lở và công tác khắc phục đang được tiến hành khẩn trương. Sạt lở núi trong những ngày qua đã làm ách tắc nhiều tuyến giao thông trên các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi. Hiện nay mặc dù là thời tiết còn mưa, tuy nhiên thì ngành giao thông cũng như là chính quyền địa phương cũng đã tập trung phương tiện và nhân lực để mà có thể là thông tuyến ở những đoạn tuyến bị sạt lở, đặc biệt là các tuyến trọng yếu mà có những cái điểm sạt lở nặng thì ngành giao thông cũng sẽ huy động phương tiện để có thể là thông tuyến tạm thời cho các phương tiện lưu thông qua lại. Tuyến đường tỉnh DT626 tại km số 7 cộng 650, đoạn qua tổ dân phố Nước Nia, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Trên tuyến DT626 này hiện có 2 điểm sạt lở lớn gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại. Hai ngày nay, Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi đã huy động phương tiện giải phóng khối lượng đất đá đổ xuống đường để thông tuyến tạm thời. Khó khăn như em từ Tân Thọ xuống đây thì cái đường nó cũng vất vả, nhờ nhà nước quan tâm cho bà con để đi qua lại. Cái đường khó khăn quá. Cái thời tiết này thì đã hơi sáng sớm muộn thì mới dám qua. Thế còn tối thì không dám qua. Nhiều lúc nó không biết nó đổ đá xuống, đổ đất xuống nó giờ nổ. Mưa lớn trong 3 ngày qua đã xuất hiện hơn 70 điểm sạt lở ở trên 3 tuyến quốc lộ và 11 tuyến đường tỉnh tại Quảng Ngãi. Nhiều tuyến đường liên xã liên thôn tại 5 huyện miền núi của địa phương này cũng bị sạt lở, ách tắc nhiều đoạn. Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi và các địa phương đã huy động phương tiện, máy móc thông tuyến nhanh các vị trí sạt lở, không để ách tắc giao thông kéo dài.
Đối với những vị trí như thế này thì chúng tôi vẫn ưu tiên máy móc thiết bị để tại hiện trường. Những vị trí này mà nếu mà còn tiếp tục mà chảy ra nữa đó thì chúng tôi tiếp tục hốt. Còn những vị trí khác mà qua theo dõi mà có khả năng mà sạt lở thì chúng tôi cũng bố trí xe máy thiết bị ở gần đó để khi mà xảy ra thì chúng tôi kịp thời hốt dọn. Mưa lớn vẫn còn diễn ra và nguy cơ núi lở đe dọa an toàn tính mạng của người tham gia giao thông vẫn còn rất cao. Ngành giao thông và chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cũng đã chủ động cắm biển cảnh báo, giăng dây không cho người và phương tiện lưu thông qua lại ở những đoạn tuyến nguy hiểm để phòng ngừa tai nạn do lở núi